Vâng, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel của mình. Và trong những video tiếp theo đây thì mình sẽ liên tục cập nhật những cái giá bán xe, giá lăn bánh, chương trình khuyến mại cũng như là mọi thắc mắc về quý khách hàng khi mua xe. Thì quý các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình hoặc comment ở phía dưới video trong phần bình luận. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn mang đến cho những quý khách hàng nữ mẫu xe trường kỳ của Toyota, Toyota Yaris. Thì Toyota Yaris là mẫu xe khá được ưa chuộng, đặc biệt là với phái nữ khi đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc và vô cùng dễ dàng sử dụng dành cho các chị em phái đẹp. Mức xe này có mức giá niêm yết là 668 triệu đồng và vì là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc cho nên từ năm ngoái mẫu xe này đã ra mắt phiên bản facelift, nó giống như Toyota Vios vừa rồi nâng cấp. Chúng ta có đèn LED chia khoang, chúng ta có cruise control trên phiên bản mới, một số tính năng option kèm theo. Và đặc biệt thì trong cái giai đoạn đầu năm 2021 này thì mẫu xe này đang có chương trình ưu đãi giảm giá dao động vào khoảng từ 15 đến 17 triệu đồng. Đi kèm với đó là một số phụ kiện khuyến mại chính hãng kèm theo. Quý khách hàng có thể thương lượng với phía đại lý hoặc alo trực tiếp cho em để nhận được cái báo giá chi tiết và sát nhất tại thời điểm mua. Với những khách hàng đam mê thương hiệu đến từ Nhật Bản Toyota và đặc biệt là những khách hàng nữ thì Toyota Yaris là một mẫu xe có thể nói là có cái mức giá trung bình cao nhất. Nó chỉ thua chắc là chỉ thua Mazda 3 Sport thôi. Còn khi mà phái nữ chọn xe, chúng ta có một vài lựa chọn như là Mazda 3, Mazda 3 Sport, Toyota Yaris hay Mazda 2, thậm chí là Honda City RS thì một vài khách hàng nữ cũng khá là ưng. Tuy nhiên thì từ trước đến nay thì Toyota Yaris luôn là một cái mẫu xe khá là hot vì cái nguồn cung nhập khẩu từ Thái Lan thực sự không được nhiều. Đa phần khách hàng là sẽ chờ khoảng 1 đến 2 tuần để nhận xe. Và với những xe quý khách hàng đang xem trên màn hình đây thì trong tháng 2 hay tháng 3 tới thì chương trình khuyến mại sẽ dao động vào khoảng từ 15 đến 17 triệu đồng. Đi kèm với đó thì cái mức giá lăn bánh chúng ta trả tại tỉnh địa phương như ở Bắc Ninh thì sẽ dao động vào khoảng từ 750 đến 755 triệu đồng tùy vào từng thời điểm khách hàng nhận xe. Toyota Yaris có cái kích thước cụ thể. Chúng ta có chiều dài 4,1 m, chiều rộng 1,7 m và chiều cao là 1,5 m. Chiều dài cơ sở thì nó rất là rộng, đảm bảo cái khoang hành lý, khoang nội thất chúng ta ngồi vô cùng rộng rãi, lên đến 2,5 m cơ, khoảng sáng gầm 135. Tuy là mẫu xe đuôi cụp, tuy nhiên thì Toyota Yaris lại có cái vòng quay tối thiểu lớn hơn, chúng ta có vòng quay tối thiểu là 5,7 m nhé. Toàn bộ đèn ở trên Yaris từ phiên bản 2021 đã được trang bị đèn full LED chia khoang rất là đẹp đúng không ạ? Và phía trong nội thất thì Yaris mới này chúng ta sử dụng vẫn là sử dụng hộp số vô cấp. Xe có một phiên bản thôi và về tính năng an toàn thì Toyota Yaris đảm bảo đầy đủ 7 túi khí, phanh đĩa ABS, EBD, BA, an toàn chủ động hay là kiểm soát điều khiển thân xe. Nói chung là chị em đi thì chỉ cần leo xe nổ máy và đi thôi, không cần quá quan tâm đến những cái vấn đề về an toàn, tính năng vì nó được trang bị khá đầy đủ rồi. Chiếc xe này được trang bị động cơ 1.5, công suất 107 mã lực và mô men xoắn là 140 Nm thì nó vừa đủ dùng ở trong đô thị và cũng không quá mạnh, không quá là bốc dành cho chị em phụ nữ đi. Về cơ bản là nó tiết kiệm, dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng, dễ nuôi và không chỉ có một nhược điểm duy nhất là chi phí ban đầu bỏ ra để sở hữu nó thì cũng khá cao, hơn 700 triệu đồng dành cho một mẫu xe hạng B thì phải nói là tiệm cận phân khúc hạng C rồi. Tư vấn tốt nhất về giá xe, chương trình khuyến mại hay phụ kiện làm thêm thì quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.